Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, hiện một số mặt hàng có tính năng diệt khuẩn, kháng khuẩn đang được nhiều người tiêu dùng săn lùng, đặc biệt là khẩu trang, dẫn đến tình trạng cháy hàng do cung không đủ cầu. Trước đó, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân không nhất thiết phải dùng khẩu trang y tế để phòng dịch, thay vào đó có thể dùng khẩu trang vải và giặt sạch mỗi ngày. Việc dùng khẩu trang vải kháng khuẩn hoàn toàn có thể giúp phòng ngừa lây nhiễm virus corona. Mới đây, Springer đã cho ra đời sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn nhằm cung ứng cho thị trường những sản phẩm an toàn, chất lượng, bảo vệ tối đa sức khỏe của người sử dụng. Dưới sự kiểm định chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào, kiểm nghiệm nghiêm ngặt ở đầu ra, sản xuất trên dây chuyền khép kín, hiện đại, đạt chuẩn, khẩu trang vải kháng khuẩn Springer đã được kiểm nghiệm là khẩu trang vải đạt kháng khuẩn, kháng tia UV, có tác dụng ngăn ngừa vi khuẩn, khói bụi. Sản phẩm với bề mặt mềm mịn được thiết kế vừa vặn ôm trọn khuôn mặt. Dây đeo mềm mại tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng, đảm bảo tiêu chuẩn kháng khuẩn sau 20 lần giặt. Công ty Springer là công ty hàng đầu trong lĩnh vực may mặc. Hiện nay, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát, chúng tôi chung tay với xã hội và vì cộng đồng sản xuất cái khẩu trang vải kháng khuẩn Springer. Khẩu trang vải kháng khuẩn của chúng tôi có 3 lớp và đã được cấp giấy hợp quy bởi Phân viện Dệt may Việt Nam. Đặc biệt hiện tại chúng tôi có chương trình hỗ trợ giá bình ổn 100.000 sản phẩm ra thị trường cho các doanh nghiệp, bệnh viện và người tiêu dùng. Sản phẩm khẩu trang của công ty Springer kháng khuẩn thì được chúng tôi đã đặt mua và tìm hiểu trên thị trường. Chúng tôi nhận thấy sản phẩm này rất tốt. Sau khi sử dụng được nhiều lần, được 20 lần, thì chất lượng vẫn còn đảm bảo. Và vì thế chúng tôi đã chọn mua sản phẩm này để trang bị cho anh chị em nhân viên làm việc tại đây, cũng như là khách hàng đến đây khám chữa bệnh. Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại khẩu trang vải kháng khuẩn, tuy nhiên không phải loại khẩu trang nào cũng đạt được những tiêu chuẩn về sản xuất khẩu trang kháng khuẩn mà Bộ Y tế đưa ra. Chính vì vậy, người tiêu dùng cần phải tìm hiểu và lựa chọn những sản phẩm an toàn, đạt chuẩn và những địa chỉ đáng tin cậy để có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.